Xin chào các bạn. Hôm nay là Cú Siêu có ra Hà Nội và hôm nay thì Cú Siêu có gặp gỡ anh em ở đây. Nói chung thì mấy anh ở đây thì chơi nhạc một hát này kia thì Cú Siêu nói chung thì không biết nói gì luôn. Thì hôm nay là Cú Siêu được ngồi với anh em bên nhạc của anh Xuân Đức. Anh có thể giới thiệu cho anh em đây. Đây là anh Tuấn Hùng này, anh Đức Đi, anh Trần Mạnh Cường, như đây là anh Phùng Tuấn Phong. Tuấn Phụt. Bây giờ thì thêm sáng tác được mang tên nghe rồi sẽ biết ý. Xin mượn tiếng sáo của nghệ sĩ Vũ Tuấn Hùng. Còn thương nhau mãi đâu, sao giờ buồn